con ông đi lấy mật và làm mật ra sao? Vào những ngày đẹp trời, chúng ta thường thấy những con ong thợ cần mẫn đi tìm đến những bông hoa để hút những giọt mật bằng chiếc vòi. Khi mật đã chứa đầy vào diều và chúng mới về tổ. Mỗi bông hoa thường ong chỉ hút được một giọt, thậm chí nửa giọt mật mà thôi. Muốn chế được 100 gram mật ong, con ong thợ phải đến thăm viếng đến 1 triệu bông hoa. Đó là con số kỳ lạ mà ít người tin được. Người ta tính rằng muốn chế được 100 gram mật, con ong phải có 12.000 tới 15.000 chuyến vận chuyển mật hoa. Và muốn có mật đầy diều được một chuyến, con ong phải hút hơn 75 tới 85 bông hoa. Con ong đi lấy mật, hút mật hoa vào trong diều của mình. Ở đó tất cả những giọt mật mà nhiều loại hoa được biến đổi theo một quá trình phức tạp mà hiện nay chúng ta cũng chưa có thể giải thích một cách cặn kẽ. Khi về đến tổ thì con ong thợ khác sẽ tiếp nhận mật hoa ở vòi mật của nó và nuốt vào trong diều của mình. Mật hoa trong diều của ong tiếp nhận được nhào trộn từ 120 đến 240 lần với một sự biến đổi nào đó để hình thành một loại mật ong và nhỏ giọt mật vào trong lỗ tổ. Những lỗ tổ đầy mật ong này phải qua một quá trình làm đặc, quạt gió để cô đặc lại. Khi lỗ mật đạt tiêu chuẩn, con ong sẽ sử dụng sáp để mít đổ lại và chúng ta gọi đó là vít nắp. Những lỗ mật được vít nắp khi ta lấy cũng có thể để nhiều năm mà không bị hỏng. Đó là phương pháp chế biến bảo quản mật ong một cách tuyệt vời. Thank you.
Thank you.